Gấu trúc Bắc Mỹ rửa đồ trước khi ăn, gấu trúc Bắc Mỹ có thói quen hết sức kỳ lạ là rửa thức ăn trước khi ăn, nếu không tìm thấy nước chúng sẽ dùng tay lau sạch món ăn đó. Các nhà khoa học cho biết chúng rửa thức ăn để loại bỏ những nguy hiểm có trong thức ăn như xương hay những thứ sắc nhọn.